Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án là Logic Coin này. Thì để tham gia game này, các bạn click phần link mô tả những video mới tới đây, bấm start này. Bấm show này drop này. Rồi mình sẽ nhận được token có cái hiệu là FLRX này các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh group nè. Rồi các bạn bấm vào iHamBot ra. Khi sao bấm đáp nè. Tiếp tục các bạn copy hashtag này và tăng ra các bạn vào các bạn. Follow Twitter nữa. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nha. Mình like nè. Chỉ dẫn cho tweet tăng 3 người bạn vào nè các bạn. Dán hashtag nha mắt. Rồi các bạn dán hashtag vào và tăng 3 người bạn mình vào nè. Tweet like nè. Rồi bấm đáp lên. Chương trình airdrop này nó sẽ end vào ngày 16 tháng 7 và phân phối vào ngày 18 tháng 7 các bạn. Bấm submit đi tên. Chọn cái group. Bấm done. Submit. Verify Twitter. Các bạn nhấp vào bao ảnh cùng, nhấp vào bùng hồ sơ, nhấp vào bao ảnh cùng, nhấp vào chia sẻ. Rồi các bạn sao chép link kết. Rồi gọi lịch post. Tiếp tục gửi địa chỉ bên bi sao mà trên bet 20 trên YouTube Class mình nhé các bạn. Gửi vào đây. Tiếp tục bấm status cập nhật tài khoản mình nhé các bạn. Ok, mình đã nhận được 0.32 token các bạn. Thì các bạn chỉ việc tiến ghép thêm các bạn để kiếm thêm token này. Con này nó đang trong chương trình bán hàng official, mình không biết giá như thế nào nữa các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.